Chào mọi người, tôi là Phong Cận, là một học sinh nghèo, và để có thể cứu được cha tôi đã làm một việc có lỗi với mọi người. Tôi xin lỗi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV đây các bạn ơi. Và ngày hôm nay, chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video reaction mới ở trên kênh YouTube của mình. Thì như các bạn cũng biết thì Hero Team bọn mình mới vừa ra một cái series phim có tên là Game Thủ Học Đường. Đấy, thì đây là một cái bộ phim của Hero Team bọn mình đóng chung với nhau. Đấy, thì cái phim này bọn mình up ở trên kênh Hero Team, bọn mình đã ra tập 1 rồi. Thì bạn hãy nhớ qua bên kênh Hero Team để gọi là cày view ủng hộ cho bọn mình nha mọi người nha. Ok, còn hôm nay nè, có rất nhiều bạn bảo mình là anh hãy reaction tập 1 đi anh. Cho nên ngày hôm nay mình quyết định là mình sẽ reaction tập 1 nha các bạn nha. Ok, và nếu những bạn nào mà muốn phim chuẩn bị ra tập 2, ra tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, mình nghe nói là có đến tận 8 tập lận các bạn ạ. Các bạn nào muốn phim ra càng nhanh á, càng sớm á, thì bạn hãy nhớ cày view, càng nhiều view thì bọn mình sẽ càng gọi là ra sớm tập tiếp theo cho bạn xem hơn. Ok, rồi không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau reaction Game Thủ Học Đường tập 1 các bạn nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau reaction nha mọi người nha. Vô nào. Mr. Vịt Phong Cận là tôi đó. Mèo Simmy Sammy Zero Camui Kyron Mimi Chị VV và anh Hạt Đức, chú Tấn Bèo và Tấn Lộc. Game Thủ Học Đường, trời ơi, việc sức quá đỉnh luôn bạn ơi. Tập 1. Mì ơi, Mì ơi, cái đó nó sắp chết rồi kìa, đang cứu nó, nhanh lên. Thôi ơi, vừa vào video thôi mấy bạn đã thấy cái gì là đập vào mặt chúng ta chưa? Đây, trời ơi, nguyên một cái tượng mô hình siêu to khổng lồ. Trời ơi, cái tượng này nha, cái tượng này là mình không biết anh Siro mua cái tượng này bao nhiêu, nhưng mà mình chuẩn đoán cái tượng này chắc cũng phải 30 củ mọi người ạ. Cái tượng này cũng phải 30 củ ấy, nghĩ nó không phải rẻ đâu bạn ơi. Cái tượng này hơi bị to, lần trước mình vô trong phòng Siro mình đã thấy cái tượng này rồi. Mình tính xin Siro nhưng mà chắc Siro không cho đâu bạn ạ. Cái tượng này đẹp lắm bạn. Cho tao chết rồi kìa, đã cứu nó, nhanh lên. Trời ơi, mày ăn hoài vậy? Bị trái Hết sạch. Trời ơi, chuẩn. Ui, anh em. Qua chỗ tao, tao có đồ ngon lắm nè. Trời ơi, đang ăn lỡ rồi. Ối hối gì? Trời, mày tốc độ giùm tao đi Mimi. Ở trong phim mấy bạn có thể thấy rằng là cái phòng của Kyron rất là sạch sẽ và đẹp đẽ đúng không các bạn? Nhưng thực ra không phải đâu bạn ạ. Phòng của Kyron mình nói thiệt với bạn luôn là ở ngoài đời thật đó, nó không có khác gì gọi là cái chuồng heo hết bạn ạ. Lộn xộn tùm lum la hết. Tại vì sao? Tại sao mình biết? Tại vì mình đã từng tới phòng Kyron, mình ở đó mình chơi rồi mà, chơi mình biết là phòng Kyron như thế nào. Chẳng qua lên phim cho nên là dọn dẹp cho nó sạch sẽ thôi bạn ơi. Ôi, mình đang bóc phốt Kyron hả? Ôi trời đất ơi, mày ăn cái gì mà mày ăn hoài vậy? Tụi nó tóm theo đuôi mình hồi nãy giờ kìa. Cố lên. À, trốn chơi game nè. Hỗ trợ cái đôi, nó sắp chết rồi các bạn ơi. Nhanh lên bạn ơi. Mình không biết rằng là có bạn nào giống mình hay không, nhưng mà mình cá chắc rằng là sẽ có rất là nhiều bạn fan của Hero Team là sẽ hay cái kiểu là buổi tối hay gọi là cầm điện thoại xem video của Hero Team, sau đó ba mẹ vô kiểm tra hay chùm chăn lại nè đó. Ui trời, sống nó chết tôi rồi. Hên. Ủa Camui nó ốp hồi nãy giờ ấy hả? Sorry anh em nha, vừa bị mẹ ganh kìa. Nó kìa, bắn đi. Phụ huynh ganh mọi người à. Trời ơi, vậy mà cũng thua được nữa trời. 12 giờ. Trời. Xạo không? Mấy bạn thấy xạo không? Trong video thì cứ hay kiểu tỏ ra mình là một người rất là chuyên nghiệp. Hướng 12 giờ. Hướng 12 giờ là hướng nào biết không? Nope. Trời ơi, chắc gì biết hướng 12 giờ là hướng nào đúng không? Mày đặt sạch xạo luôn à. Mấy bạn biết bình thường Hero Team mà chơi game với nhau thì Hero Team sẽ như thế nào không? Trời ơi, nó bắn tôi kìa, cứu tôi với, trời ơi. Không bao giờ kiểu là hướng 12 giờ. Đúng rồi, tập trung cao độ. Mọi người chuẩn bị tấn công. Không có ai gì hết trơn á. Mày đúng là phim mọi người. Hơi xạo. Hay là miệng mày xui lắm luôn á Mimi. Rồi xong, nó giết tao luôn rồi. Nghĩ đi.
Ui, Siro căng thẳng quá. Mai lên lớp tụi mày biết tay tao. Nhìn cái phòng thôi là biết phòng của gọi là con trai đại gia rồi các bạn. Đây nhìn cái phòng nè, đó toàn là mô hình thôi, toàn là mô hình thôi, nhìn là biết phòng của con trai đại gia là phòng của công tử. Ê mấy bạn, video này các bạn có để ý vô đây, meme gọi là đeo cái điện thoại ở bên này nè các bạn. Ủa sao không bỏ vô túi, bỏ vô trong ba lô mà lại đeo bên hông thế này nha. Trời ơi, để nguyên cái điện thoại đây luôn phải chưởng. Ôi thời, Camui vẫn cute như ngày nào rồi à. Thời luôn á. Trong phim này Camui nhậm tóc đen, tôi thiệt không biết bạn nào thấy giống tôi không, nhưng mà tôi thích Camui nhậm tóc đen ghê các bạn. Nhìn Camui nhậm tóc đen nhìn dễ thương á các bạn à. Dễ thương á các bạn à. Chị nhớ làm bài tốt nha, bố mẹ la đấy. Làm tốt cỡ nào đem bài của em ra so sánh với chị, thế nào cũng bị la. Trong tập 1 chúng ta có thể thấy rằng có vẻ như Simmy với Sammy gọi là có vẻ gọi là hơi khó chịu với nhau cái chỗ nào các bạn nhỉ? Nhìn có vẻ hơi khó chịu với nhau. Ê, nghe bài chưa? Có nhưng mà sơ sơ à. Có nhưng mà sơ sơ à. Cô nhìn nó lắm thế nào? Để lát tao chỉ cho. Thú rồi trai ơi, chuyện gà đáng tủ mà đâu có giỡn được. Giỡn trong cái phim này á, đợt trước mình có coi một cái video reaction của chị Mithy, đúng rồi, chị Mithy, chị ấy bảo là trong phim này tại sao mình lại được đánh khối. Các bạn thấy cái mặt của mình ngay cái chỗ này đen đen của bạn, nó đen đen nâu nâu rồi các bạn thấy không? Đấy, chị Mít Thi tưởng là mình bị đánh khối quá lố rồi, nhưng mà không phải nha. Cái này là một cái vết thương mình đã bị người ta đấm mọi người ạ. Đấy, nhưng mà rất là tiếc là bởi vì rằng là tập 1 thì nó bị thiếu cái cảnh đó. Thật sự là tập 1 này á, nếu như mà gọi là đúng theo kịch bản á, thì cảnh đầu tiên á sẽ là cảnh mình bị một đám gọi là sao ta, côn đồ đuổi theo để đánh mình đấy, và mình sẽ chạy đấy, sau đó dịch đến giải cứu mình đó, giống như hệt như là anh hùng giải cứu mỹ nhân vậy các bạn ạ. Đấy đó, nhưng mà rất là tiếc là bởi vì rằng là hôm đó thời lượng gọi là để quay cái phim này á, hôm đó thời gian nó hơi gấp gáp, cho nên là anh phải bỏ cái cảnh đó đi. Đó chính là lý do vì sao mà mình trong tập 1 mình lại có cái vết bầm ở ngay chỗ này, nhưng mà chắc nhiều bạn không hiểu cái vết bầm này ở đâu ra đâu đúng không. Thì đó chính là lý do mọi người ạ. Đấy, mình nói chắc mọi người cũng hiểu rồi đúng không. À, dùng phao nha, phát hiện dùng phao nha. Trong phim này nhìn Siro có vẻ ngầu nha. Bữa nay, nhà trường phân công tôi đến đây gác thi cho các em. Vì vậy, liệu cơm gấp mắm, đừng để hũ mắm bể, nặng lắm, biết không? Ôi, nhạc căng thẳng quá nha. Ổng canh làm sao mà quay? Hủy bỏ kế hoạch, thả ít điểm còn hơn để cho ông bắt. Bạn thấy không? Đúng là phim. Phim lúc nào cũng gọi là không giống ngoài đời thật mọi người ạ. À, gặp mình á, ví dụ thôi nha, mình ví dụ thôi nha, ví dụ như mình là một cái người gọi là đang gọi là sử dụng phao trong giờ thi đi, mà mình phát hiện là có thầy đi, mình sẽ kiểu như thế này nữa bạn. Thôi phải vô, thôi cho không quay cấp được rồi, hoay cắt cực 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 dẹp đi đó, thì kiểu như thế đúng không. Còn ở trong phim là kiểu hủy bỏ kế hoạch, à ít điểm còn đỡ hơn bị bắt, hủy bỏ kế hoạch. Nghe nó chuyên nghiệp của bạn, trời ơi, đúng là phim á, chứ ngoài đời thật ai mà nói dài dòng vậy đó bạn, nói dài dòng là bị bắt liền. Tôi biết rõ những cử chỉ các em làm, nhấp cái mông thôi tôi đã biết rồi. Em làm gì đó? Dạ, em xin thêm giấy ạ. Xin giấy à? Dạ. Dạ thưa thầy. Em cần gì? Thưa thầy, cho em xin thêm tờ giấy ạ. Ngày xưa mấy bạn đi thi có bao giờ bạn thấy mấy cái thanh niên ở trong phòng thi mà xin thêm tờ giấy, mấy thanh niên nó ngầu quá, ngầu quá
chưởng luôn á thầy. Kiểu như là mình làm bài thi á, mình đã kiểu viết một tờ thôi là mình đã kiểu thấy mệt rồi, thanh niên nó còn xin thêm một tờ giấy nữa. Mà thường á thì mình cũng như thế các bạn nha, mình cũng đã từng xin thêm giấy á, nhưng mà mấy bạn biết mình xin thêm giấy ở trong môn nào không? Môn giáo dục công dân, mình hời các bạn luôn. Môn giáo dục công dân là cái môn mình thích nhất, bởi vì đối với mình giáo dục công dân là môn dễ nhất đó. Bởi vậy cho nên á là mình gọi là mình viết nguyên một cái bài gọi là rất là dài, giáo dục công dân rất là dài luôn. Và mình rất là hay xin giấy, mình đã đạt kỷ lục là viết đến tận 3 tờ giấy trong môn giáo dục công dân. Có bạn nào thích môn giáo dục công dân giống mình không? À nhưng mà tính ra chỗ này hơi gọi là phi logic nha. Tính ra hồi nãy ông Dịch ông hỏi mình là có học bài chưa, mình bảo là em có học sơ sơ, học sơ sơ mà bây giờ lại xin thêm tờ giấy là sao? Trời ơi, cái này chắc chắn là gọi là chỉ có những thanh niên gọi là học bài rồi nhưng mà không muốn chỉ bài cho bạn đó này. Lúc trước thầy học sinh, thầy cũng xin giấy như em. Đây. Rồi xong rồi xong. Cái này của ai? Dạ thưa thầy, em không biết. Em không. Có nhiều bạn coi cái cảnh này. Mấy bạn thấy Sammy quay qua nhìn mình đó, xong có nhiều bạn bảo ôi chị Sam quan tâm đến anh Phong kìa, trời ơi chị Sam gọi là để ý anh Phong kìa. Tất nhiên rồi bạn, trời ơi đẹp trai nhất lớp mà, trời ơi nghĩ sao Sammy lại không để ý đâu các bạn, đẹp trai nhất lớp là phải như vậy. Thì trong phim này là Sammy khá là quan tâm đến mình các bạn ạ. Nhưng mà nói chung là phim này là phim của Hero Team cho nên rất là ít cảnh cơm to mấy bạn, gọi là không soi đâu, bạn yên tâm, bạn không soi đâu. Em không biết. Thầy hồi nãy có nói với em đừng qua mặt thầy. Dạ, em qua mặt thầy à? Dạ không thầy nhìn lại đi. Mấy bạn thấy trong câu thoại của mình á, bạn có thấy mình hơi bị cà lăm không bạn? Bạn thấy mình hơi bị cà lăm không? Bởi vì á là mình thì mình gọi là rất là ít đi đóng phim. Chỉ có gọi là trong khoảng 1 năm 2 năm nay thì mình có nhiều những cái job đi quay phim á thì mình mới đi đóng thôi. Chứ trước đó mình chưa bao giờ mình đóng phim bao giờ hết. Chính vì như vậy á cho nên á là mình kiểu mình tập thoại á mình hay bị kiểu bị vấp á mọi người. Nhất là khi mình đang diễn chung với chú Tấn Bèo nữa thì mình sẽ kiểu như là mình sẽ bị hồi hộp á thì mình rất là hay kiểu bị nói lắp. Thì bạn có thể để ý là mình cứ kiểu cái này không phải của em đó, kiểu mình bị cà lăm đó bạn ạ. Đấy bạn coi này. Qua mặt thầy à. Dạ không thầy nhìn lại đi, cái nét chữ của em với trong đó đâu giống nhau đâu thầy. Đó không, kiểu bị cà lăm mấy câu đầu của bạn. Cái chữ của em với lại cái nét chữ trong đó đâu có giống nhau đâu thầy. Bị vấp đó mọi người. Cho nên là kiểu các bạn nào khó chịu đoạn này thì cho mình xin lỗi nhé. Làm sao giống được. Đây là bản photo. Qua mặt thầy không được đâu. Thầy đã nói rồi, tội này nặng lắm. Dạ thầy tha cho em. Gông cùm, đóng trăng, giải đinh quang ở tù một gông. Thôi thầy nói quay cớp mà ở tù luôn mọi người ạ. Có cái gì đáng mà kỳ thật vậy? À, hôm thức khuya xem cải lương nhiều quá, bị nhiễm. Cô Thu thông cảm. Mời em lên phòng gặp thầy. Dạ, mà thầy... Không có nhân nhị gì hết. Đi. Đi. Tất cả ngồi yên tại chỗ. Chờ tôi. Rồi xong luôn, lên phòng giám thị luôn. Tao không tin là mày làm được như vậy á Rô. Cá mui ăn gì mà cá mui dễ thương quá vậy cá mui. Thời với bạn luôn, mình coi cái tập 1 này mình thấy có nhiều góc nhìn cá mui rất là dễ thương mọi người ạ. Nhưng mà không thể nào dễ thương bằng Sammy của mình được. Đúng mà, tội lắm mày ơi. Giờ hả nó bị bắt phao vậy là bị hạ hạnh kiểm nè. Bà Mimi bà cứ ăn hoài luôn á. Ông ghét chắc luôn. Đúng là tụi mình ghét nó thật, nhưng mà cũng không tới mức phải hãm hại nó như vậy đâu. Đúng là tụi mình ghét nó thật, nhưng mà cũng không đến mức phải hãm hại như vậy đâu. Đó, bạn thấy trong phim Kairon rất là kiểu lạnh lùng boy đúng không bạn? Rất là lạnh lùng boy đúng không? Chứ Kairon gặp Kairon ngoài đời thử xem Kairon sẽ kiểu đúng rồi, phải hãm hại nó như vậy á, cho nó chừa. Đó sẽ kiểu như thế bạn hiểu không? Kairon ngoài đời là sẽ như thế. Còn Kairon trong phim thì sao? Đúng là tụi mình ghét nó thật, nhưng mà không đến mức là phải hãm hại như vậy đâu. Trời ơi, mày đặt lạnh lùng môi đồ ha. Tôi nhìn tôi không có quen mọi người ạ. Tôi không có quen. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là sao nãy giờ tụi mày cứ khăng khăng là tao làm vậy? Không mày chứ ai. Mày thích Simi, mà Simi thì lại thân với Vịt và Phong. Thì không phải là mày ghét bọn nó thì là gì? Mấy bạn biết kịch bản trong phim mới đầu là như thế nào không? Kịch bản trong phim á, mới đầu á là Siro sẽ thích Simi đúng không? Và Simi á là sẽ là quan tâm đến Phong nhiều hơn. Các bạn có biết không, trong phim á, đáng lẽ trong tập 1 này á sẽ có một cái cảnh là Simi gọi là xích thuốc cho mình á bạn ấy.
Mấy bạn có nhớ là ở đầu phim á, bạn thấy trên mặt của mình nó có một cái vết bầm đúng không? Đó, vết bầm nâu nâu á. Thì ở gọi là cái phân đoạn giữa giữa này á, sẽ là có một cái cảnh là Simmy sẽ bôi thuốc cho mình đấy. Nhưng mà rất tiếc là bởi vì là hôm đó quay trong trường học và gọi là cũng gọi là sắp tối rồi, cho nên là không quay được cảnh đó, cho nên phải cắt bỏ cảnh đó đi. Nói chung là phim này của bọn mình á là nó bị cắt đi khá là nhiều mấy cái cảnh cũng hay hay, có nhiều cảnh hay lắm mà bị cắt đi, nó hơi tiếc mọi người ạ. Đấy, nhưng mà là trong phim này á là Kairon là gọi là sao ta, Kairon với Simmy giống như kiểu là kẻ thù với nhau á bạn, là kiểu hai team gọi là đối nghịch nhau á, cho nên là mấy bạn đừng có soi cơm chó, trong đây không có cơm chó đâu bạn ạ. Đúng là rõ ràng chính tay tao là người đã đi in cái tờ phao đó đưa cho mày, làm sao tự nhiên nó rơi xuống bàn thằng Phong được. Cái tờ phao của mày tao bỏ trong túi nè. Đâu? Ủa, hồi nãy nha, thằng Phong mà nó không nhào vô can hả, là thằng Dịch quýnh tim mình tè le luôn rồi, cho mày biết. Chỗ anh em thì cứ nói thật. Mấy bạn có nghe cái câu thoại vừa rồi của Meme không? Đấy, hồi nãy thằng Phong mà không can Dịch lại là thằng Dịch quýnh bọn mình tè le luôn á. Là cái đoạn á là cũng là một cái cảnh bị cắt á bạn. Đáng lẽ là sẽ có một cái cảnh là gọi là Siro, sau khi Siro hãm hại Phong Cận, Mr. Dịch thấy là gọi là bạn của mình bị gọi là ăn hiếp đó, Mr. Dịch tức giận tìm đến Siro và tính quýnh Siro luôn bạn ạ. Nhưng mà lúc đó Phong chạy lại, Phong sử dụng lòng bao dung, lòng yêu thương, sự gọi là một cái sự gọi là vô cùng gọi là ấm áp của Phong để Phong ngăn cản Dịch lại, không cho Dịch quýnh Siro đó. Phong giống như là thiên thần hộ mệnh như bạn ấy thì đó. Nhưng mà cái cảnh nó cũng bị cắt mọi người, hơi buồn xíu. Nói chung trong phim này nhiều cảnh bị cắt lắm đấy, cho nên có thể cái đoạn này các bạn nghe có cái cảnh đánh nhau nhưng các bạn không biết cảnh đó là cảnh nào đúng không, bởi vì là bị cắt mất rồi các bạn ạ. À, đấy, đi làm gì cứ phải giấu giếm giếm như thế làm gì. Ừ, tao làm nữa rồi sao. Đây chính là cảnh Mr. Dịch đang chở mình đi làm mọi người ạ. À, mấy bạn có thấy học sinh nghèo nào mà ngồi trên chiếc xe đạp nó xịn như thế này không bạn? Thề luôn á, ngày xưa tôi đi học á nha, là nhà tôi ngày xưa cũng nghèo các bạn, cho nên là tôi đi học bằng một chiếc xe đạp, nó hơi bị gọi là cùi bắp xíu. Còn bạn nhìn nè, học sinh nghèo trong phim là chạy bằng cái xe đạp này, là cái xe đạp mà hơi bị xịn luôn nha. Ngày xưa là học sinh đi học là đi đạp xe đạp bằng mấy cái xe đạp tầm gọi là 300, 500, 700 chiếc thôi. Còn mấy cái chiếc xe mà Dịch đang chở mình là chiếc này chắc cũng phải tầm 1-2 triệu á bạn ạ. À, ngày xưa học sinh nào mà có được chiếc xe đạp này là phải là con nhà giàu mới có nha. Đấy, còn trong phim là đóng vai nhà nghèo mà đi chiếc xe đạp xịn như thế này là sai rồi. Lên. Thôi, mày về trước đi, để tao vô làm. Giờ vẫn còn sớm, ngồi đây làm một trận. Tiền nước ở đây đắt lắm á nha. Tao ngồi đây chơi game, chứ không có uống nước. Mr. Dịch bảo là tao ngồi đây tao chơi game, chứ tao không có uống nước. Nhưng mà điện thoại ổng còn chưa bật lên nữa là ổng đã bấm bùm rồi. Người ta thường thường nha, ta bật game lên là phải ngồi đợi xíu cho game nó vô xong ta mới chơi đúng không? Các bạn coi nè, Mr. Dịch nè. Tao ngồi đây chơi game chứ không có uống nước. Nè, điện thoại mới vừa cầm lên mình đã bắn rồi nè. Đói không? Người ta chưa vô game nữa mà đã bắn rồi. Xạo thiệt xạo luôn. Long. Trời. Long. Hồi xưa tao lo xong hết rồi á. Còn một tuần nữa là bay thôi. Dám thu xếp công việc đi. Quay. Người ta chơi game á, người ta ngồi ta bấm điện thoại, ta bấm nhẹ nhàng người ta chơi thôi. Ông Dịch ông chơi game mà ông chơi Free Fire mà ông làm như ông chơi đua xe vậy, ông kiểu trời, diễn lố vậy. Ông muốn đi rồi vậy. Hôm nay tao có việc gấp phải đi trước. Có gì thì gọi cho tao. Mà làm việc, tao cảm giác tao như một đứa con nít vậy. Cái gì cũng cần mày lo. Tụi việc đi. Ở quán đẹp á, mà wifi yếu quá. Bà chủ đuổi mạng đi. Chơi game dở để thừa cho wifi à. Kìa tao. Solo tự chiến còn thua tao, mày đặt không mày? Solo tự chiến còn thua tao. Tao mà không nhường, lâu mày mới thắng được tao nhá. Mơ đi con. Nguyên thoại tử chiến, vậy giọng vừa đâu.
Nếu như bạn để ý ở trong phim này á, thì mình với lại anh Dịch, mình với lại anh Dịch là xưng nhau là mày tao á, thì có nhiều bạn bảo ôi anh Sanh Phong hổn thế, Phong dám xưng với anh Dịch là mày tao. Thực ra trong phim này mình với Dịch đóng vai là bạn bè của nhau á bạn. Mà thường á bạn là gọi là những cái người mà họ thân nhau á thì họ thường hay gọi nhau bằng mày tao á, cho nên các bạn cũng đừng có gọi là quá để ý đến cái việc đó nha. Nói cái kiểu thế ấy. Hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình. Và mình là Karen đây, và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với buổi livestream Free Fire của mình ngày hôm nay. What's up tất cả mọi người? Ngày hôm nay mọi người có khỏe không nào? Đấy, cảnh này là hơi bị xạo nha các bạn nha. Ngồi livestream mà cái OBS còn chưa bật nữa nè. Bày đặt kêu ngồi livestream hơi xạo nha, hơi fake nha. Tôi ngồi tôi xôi cho các bạn xem. Ông còn định rủ tôi vô solo tự chiến luôn hả? Trời đất ơi. Họ chuẩn bị quảng cáo nè. Biết ngay mà. Siro. Mai 6:30 tụi bay có mặt. Cứ như điệp viên á nha. Ê, hai thằng bay bớt làm màu xíu, hai bay chết hả? Mấy bạn nhìn thôi là bạn thấy phong thái con nhà giàu của bạn hiểu không? Đây, tóc vuốt vuốt keo các thứ. Meme còn mang cả gọi là vớ Gucci. Đó, meme còn mang cả vớ Gucci. Siro mang Apple Watch, Kairon mang đồng hồ kim cương. Bộ mày không thấy là tụi tao xuất hiện như vậy trông rất là ngầu hả? Quá là ngầu luôn. Rất là ngầu, tao thấy giống mấy thằng khùng quá ngầu chỗ nào. Sao? Ủa mà khoan, Camui đâu? Camui bảo là hôm nay thấy không khỏe nên là xin nghỉ học một bữa rồi. Khỏi chờ đâu. Cái gì vậy? Đồ ăn phải không? Thoát cái đồng mày quá. Bởi mắt đâu rồi? Cái gì? Mè mè lúc nào cũng đồ ăn. Chỉ cần dính một chút xíu cháy mắt mèo này thôi là đảm bảo tụi nó sẽ ngứa gãi cả ngày cũng không hết được. Ê, cái cảnh này hay nè, tao tưởng tượng nữa thôi là tao đã mắc cười rồi. Công nhận là cái chuyện đê tiện ngày hay mày cũng nghĩ ra được. Chứ đỉnh 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 rồi, thà chọc chó còn hơn chọc siro. Đúng rồi. Tao thòn cái này vô miệng tụi bay quá. Mình không biết là có bạn nào đã từng bị gọi là cháy mắt mèo dính vào trong người chưa, nhưng mà riêng mình thì hình như là chắc chưa bao giờ mình bị dính nha. Hình như chắc chưa bao giờ ấy. Tại vì á là kiểu gọi là mình nghe nói á là cái trái mắt mèo á nó mà dính vào người á là nó ngứa ơi là ngứa luôn, tắm cũng không hết luôn, mà nghe sợ thực sự luôn á. Mà ngày xưa gọi là trong lớp mình á có mấy thanh niên gọi là cũng hay chơi cái trò gọi là dùng trái mắt mèo gọi là đi gọi là chọc mọi người á bạn. Đấy, nhưng mà rất là may là lúc nhỏ mình chưa bao giờ bị dính trái mắt mèo lần nào. Hay là bữa nào mình cũng thử hái trái mắt mèo mình chét cho người thử để thử cảm giác cho biết nha. Đùa nha các bạn đừng thử nha các bạn, ngứa lắm luôn á. Sao không hiểu sao tự nhiên mình thấy trái mắt mèo trong phim mà ở ngoài đời mình cũng cảm thấy ngứa các bạn. Từ nãy giờ bạn để ý là mình gãi hoài luôn. Tự nhiên mình thấy trái mắt mèo sao mình cũng ngứa theo luôn. Đợt này nó chết chắc. Trời tất nhiên rồi bạn. Ôi nó chết. Phong bài tập hôm qua của ông á tôi làm hết. Mình nói thật với bạn luôn á, chẳng qua là phim này có vài đoạn bị cắt đi mất rồi, cho nên là các bạn sẽ không thấy được có nhiều cảnh là Simi rất là quan tâm đến mình mọi người ạ. Và mình cá chắc luôn là sẽ có rất là nhiều những video ở trên TikTok sẽ cắt ở trong phim ra, sau đó gọi là ship gọi là mình với lại Simi ở trên TikTok rất là nhiều. Mình cá chắc luôn bởi vì rằng ở trong phim này á có rất là nhiều cảnh Simi quan tâm đến mình đấy. Mà mấy bạn cũng biết rồi là ở trên TikTok dạo gần đây rất là xuất hiện nhiều những gọi là bạn gọi là ship mình với lại là Simi. Cho nên là mới đầu mình đọc cái kịch bản là mình kiểu rồi xong luôn, thế nào cũng sẽ có bạn ship mình với lại Sim tiếp nè, cắt ở trong phim ra nè. Đấy. Chưa. Qua đây qua đây. Tốt quá. Xin ngồi đi. Ơ, xin 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 xin. Ủa, sao vậy? Không, tôi muốn hỏi là tôi xuống dưới đổi chỗ với Phong tôi ngồi đó được không? Sao được? Siro thích Simi mọi người. Tôi xuống dưới đổi chỗ với Phong tôi ngồi đó được không? Trời ơi, nam thân, nam thân. Trời ơi, tại sao mình có thể đẹp trai đến như vậy nhờ? Trời ơi, đúng là đẹp trai nhất lớp, có khác. Sao được? Giáo viên bảo tôi ngồi đây mà, sao mà đổi lung tung được? Vậy. Xin ngồi đi. Làm cái gì vậy? Coi chừng lộ bây giờ đó. Mấy bạn biết không?
Cairon về nhà, Cairon khóc với mình. Cairon bảo rằng là không, Cairon khóc với cả team mới đúng. Cairon bảo là lần sau có gì mọi người làm phim á, mọi người cho em với lại là Simmy gọi là thả cơm to xíu được. Trong phim của gọi là người ta, em với lại Sim cũng gọi là không được làm một cặp rồi, mà trong phim của Hero Team bọn em cũng không là một cặp luôn, bọn em lại là gọi là hai phe khác nhau. Em rất là buồn buồn cái Cairon khóc với team một mình như thế rồi. Đấy. Nhưng mà phim này là phim gọi là gì ta? Phim là phim gọi là hơi bị drama mà làm gì có chuyện tình cảm trong đây. Bỏ nha mẹ. Đứng yên. Không được quyền rồi. Chạy. Tưởng chạy khỏi thầy hả? Không kịp đâu. Bước qua bên đây. Đưa hai tay lên. Úp mặt vào bảng. Tất cả học sinh nằm trong bàn tay thầy. Thầy bóp đây là ngọt, buông là ngọt thở. Huống hồ chi em học lúc của cô Thu nữa. Không được quyền giải thích khi nào có tan vật mới nói chuyện. Nghe chưa? Ngày xưa mấy bạn có sợ thầy giám thị không? Chứ mình là mình ngày xưa là mình sợ thầy giám thị nhất ở trong trường luôn các bạn ạ. Nhiều khi á mình sợ thầy giám thị còn nhiều hơn cả thầy hiệu trưởng nữa. Thật luôn á, tại vì thầy giám thị thường sẽ là những người rất là kiểu hơi bị hung dữ á mọi người. Cho nên là cũng nhìn cũng sợ sợ, nhưng mà nói chung á là thầy cô giáo lúc nào cũng muốn tốt cho chúng ta thôi. Cho nên là thầy hung dữ ở đây là thầy hung dữ mọi khi chúng ta sai thôi, hiểu không? Chứ chúng ta mà lúc nào cũng nghiêm túc, chúng ta lúc nào cũng gọi là thực hiện nội quy nhà trường đúng thì thầy giám thị đâu bao giờ mà khó với chúng ta đâu đúng không bạn? Đấy, thầy giám thị cũng rất là thương yêu học sinh, chẳng qua tại vì có một số thanh niên gọi là quậy phá trong trường mới sợ thôi, hiểu không? Mà tại sao mình lại sợ ta? À không nha, mình ngày xưa mình học sinh ngoan nha các bạn nha, mình ít quậy phá lắm, chỉ có lâu lâu hay đi học trễ xíu thôi. Cái này là cái gì? Smoking. Smoking. Hút trong đây à? Thầy, cái này cũng ngoài của em. Ê, thầy. Thầy cái gì? Ngồi xuống. Tụi mình có nên kiếm cớ về sớm không mày? Cái này là cái gì? Hả? Cái này không phải của em thật mà thầy. Nãy em đi ngang qua lớp học ngoài kia, em đã định vào lớp thì em thấy nó rơi rồi đó. Rồi xong, Simmy bị ngứa rồi. Giải thích. Hả? Tan vật như thế này còn giải thích cái gì nữa? Thầy tha cho em một lần này được không thầy? Nhận rồi à? Tha. Không tha đâu. Em úp mặt vào bảng đi. Ủa? Simmy, mà bị sao vậy? Không sao đâu. Sao ngoài đời mình cũng bị ngứa theo bạn kỳ vậy? Sao tự nhiên mình nhìn cái đầu sống ngoài đời mình cũng bị ngứa theo luôn các bạn ạ? Cái gì vậy? Cái gì đó, sao tôi cũng bị ngứa lây đó? Có ai giở trò rồi đó nha. Không qua mặt thầy được đâu. Ở trong phim mấy bạn thấy thầy gọi là gãi gãi ngứa như thế này thôi, chứ ở ngoài đời thật mà dính trái mắt mèo thử xem, nó còn gãi gắt 10 lần như thế này nữa bạn ạ. À, mấy bạn biết mình gãi mà gãi muốn chóc da chóc thịt luôn bạn, thật sự luôn á, trái mắt mèo nó ngứa lắm. Chẳng qua này là trong phim cho nên là kiểu gọi là chỉ gãi cho nhẹ nhẹ vậy thôi ấy, chứ ngoài đời thật là đứa nào giỡn trò này hả? Ai sử dụng mắt mèo này ra vô đây? Sao nhìn cái mặt tôi nhìn hoang mang quá vậy? Sao nhìn cái mặt tôi nhìn hoang mang quá vậy? Đứng yên! Đứng yên! À, Cairon nhìn vô máy quay nha. Hello. Cairon, cảnh này Cairon nhìn vô máy quay nha. Thiếu chuyên nghiệp quá nha Cairon. Trước mặt các em, hai thủ phạm đã xuất hiện. Đây là thủ phạm
gây độc hại cho nhà trường. Mấy bạn thấy có gì đó sai sai không? Đây là thủ phạm gây độc hại cho nhà trường. Tại sao có thầy giáo trong lớp mà có thanh niên ở đây lại đang bấm điện thoại? Đây, để cho các bạn xem. Đây, thanh niên này đang ngồi bấm điện thoại nữa bạn. Thầy giáo ở trong lớp mà còn ngồi bấm điện thoại nữa. Đó, hơi bị sai nha. Thủ phạm thứ hai, gây dị ứng da. Hai thủ phạm này không thể chúng ta được. Đi! Hết tập 1. Má, ôi, hạnh quá. Thích bò ghé thăm. Má, tao nói gì sai hả? Mày gằn giọng với tao. Nó cảnh cáo mày nha, không được giao du cái đám này. Suốt ngày lên mạng á, làm cái chuyện người ta cười không à. Hai mẹ con bà làm tôi xấu hổ cái thiên hạ không à. Cá muôn, không lẽ bây giờ tụi bay để người ta khinh thường cái nghề mơ ước của mình vậy hoài hả? Họ không hiểu, tụi bay chứng minh cho họ hiểu. Chứ khóc lóc, vui nhược vậy hoài giải quyết được cái gì? Mày đi! Ê, gì vậy? Gì vậy? Ê, đánh nhau vậy? Sao? Trời ơi, trời ơi, mày làm ơn mình tỉnh lên đi mà. Chết. Nó công khai chống đối mình trước lớp, bọn tụi bay tha nó dễ dàng vậy được hả? Tao có cách để xả giận mà. Uầy, cái bộ tập 2 hơi bị drama nha. Tập 2 có cả cảnh đánh nhau nè. Tập 2 cái bộ hơi bị hay đó nha. Các bạn nào hóng tập 2 ôm chứ mình là mình hơi bị hóng tập 2 đó mọi người à. Ui, tập 2 cái bộ hơi bị xịn mọi người ạ. Ok, vừa rồi chính là một cái trailer gọi là để gọi là spoil cho bạn một chút về tập 2 đấy. Cho nên các bạn hãy nhớ là hãy đón xem tập 2 nhé. À mà quên, bạn nào muốn xem tập 2 sớm thì hãy xuống dưới phần comment. Mình sẽ để cái link phim của bọn mình ở bên dưới phần comment. Thì bạn hãy vào trong cày view ủng hộ cho bọn mình. Nói chung là view càng cao thì bọn mình sẽ càng sớm ra tập 2 cho bạn xem nha. Hình như là tập 2 chắc cũng là 1-2 ngày nữa cũng sẽ ra tập 2 vậy các bạn ạ. Đấy, ok, và hãy nhớ là ủng hộ cho tập 2 của Hero Team. Nếu như Hero Team ra tập 2 thì bạn hãy nhớ cày view tiếp nha bạn nha. Ok, cho lên top 1 thịnh hành luôn thì càng tốt. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng á là video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em cảm thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người nữa nha anh em. Và anh em cũng đừng quên hãy cày view cho Game Thủ Học Đường tập 1 để bọn mình sớm ra tập 2 nha. Đó, từ nãy giờ mình kêu gọi mọi người cày view hơi nhiều nhưng mà bạn thông cảm nha. Phim đầu tay mà, bạn hãy nhớ cày view mọi người nhé. Ok, thì giờ làm gì nữa ta? À thôi, giờ kết thúc video đây chứ làm gì nữa giờ. Ok, tạm biệt mọi người. Bye bye. Hình in cute hết nấc, form rộng, thời trang thoáng mát, có tới 4 màu, xanh, trắng, đen, hồng, cực dễ phối đồ, chất liệu cotton cao cấp, dễ dàng hoạt động cho cả ngày thoải mái. Áo Hero Team 4, món đồ không thể thiếu trong mùa hè này. Nhanh tay đặt hàng nào các bạn ơi.